Vậy là bên Hàn. Anh cũng không rõ bên ai bên bên đấy. Anh nói này, cái này nó ngày xưa anh mua nó là cái máy server mà nó có cài Win server rồi, nhưng mà lâu lâu anh không bật lên á. Lần này anh gắn lên hình như là nó cứ cứ vẫn vô điện vẫn ấy, nhưng mà nó không chạy. Giờ không xem mà hư cái nào hoặc thay cái gì hoặc là cài lại Win việc rồi thì xử lý giúp anh nhá. Nha. Làm gì vậy? Ừ. Đấy, cục bơ hôm mua đây hả? Cục không bơ anh mua đó, anh nói cái này ra này. Ừ. Nha. Dạ. Em giúp anh cả. Ok. Quên review máy không hả? Đó ha. Đồ thôi chứ phải đi thôi, chứ không cần review đâu. Thế là con Galaxy Fold gì đúng không? Z Fold 3. Z Fold 3. Anh là không biết là có bao nhiêu lần thì nó hư rồi. Dạ dạ. Ok ok. Dạ cảm ơn. Nhá, sửa giúp anh cái nhá. Dạ. Rồi gì ta? Nếu mà cần thay cái gì hoặc là cần gắn thêm cái gì đó chạy được. Dạ. Màn hình anh có rồi, màn hình anh có rồi. Dạ dạ. Nhá. Cảm đã quá.